Hello everyone, nice to see you again. And now today I'm going to accompany with you to prepare for the final examination, the first term test. So to start, I'd like you to do it first, and then we are going to check the explanation and the key letter. Now, first one, choose the words that has the underlined part pronounced differently from the others. A. Pancake. A. Stadium. A. Tasty. A. Chance. A. So the difference one is A. Number two. Grocery. O. Money. R. Month. R. Comfort. R. So grocery is the difference too. Effect, E. Delicious, E. President, A. Selection, E. So president is the different. Four, just, R. Summer, R. Much, R. And humid, U. Is so humid is the different. Number five, started, id, helped, watched, decided, id. So decided and started the same, tôi đói, and helped and watched the same. Sợ xe không chuông phanh pedal. Vậy câu số 5 này không có đáp án chuẩn. Exercise part B. Find the word which has different stress from the rest. Number 1. Humid. Hue. Air mill. Air. Discuss. Discuss. Cuss. And pancake. Pan. So the difference is number ascendancy. 6. Notice, no. Effect, fact. Contact, con. And surface, sir. So effect is the different. Number 3. Number 8. Concern, soon, comfort, come, or come, comfort, come, product, bra, market, ma. So concern is different. Number 9. Customer. Cost, grocery, grocery, row, resting, red, but delicious, li. So D is different. Number 10. Organize, R. Community, mu. Restaurant, rest. Neighborhood, nay. So the difference is community. Exercise 2. Vocabulary and grammar. Look. A letter. From. Ở phần này, cô đơn anh xin phép nói bằng tiếng Việt để các con dễ hiểu nha. Ở đây chúng ta có từ khóa là a letter from. Vậy thì rõ ràng là đây phải là nhận được thư từ ai đó, và đó là đáp án. Receive. Send là gửi. Give là đưa. Thúc là lấy, nhưng đi với cả a letter from, vậy phải là received. Number 2, ở đây chúng ta thấy có khoảng có một cái mốc thời gian là 7:30 and 10:30. Vậy thì chúng ta chỉ có thể chọn được đáp án between and. Number 3, vì đây là not communicative, not communicative. Vậy thì đó phải là tiếp người reserved.
người sống nội tâm hay ít giao tiếp. Next, number four. Ở đây chúng ta thấy có since cộng với khoảng thời gian và có has chứng tỏ động từ này được chưa ở hiện tại hoàn thành. Và hiện tại hoàn thành thì chứng tỏ đây đang là P2, written. Number 5. Ở đây các bạn thấy người này đang đưa ra một lời khuyên. Và lời khuyên ở mức độ mạnh thì chúng ta sẽ dùng must hoặc ought to. Còn nếu nhẹ nhàng thì sẽ là should. Nhưng vì ở đây và kể cả have to cũng vậy, nhưng mà chúng ta nên chọn là đáp án must. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn cả, thể hiện nội người nói. Câu số 6. Vì đây có use, chúng ta có cấu trúc là used to cộng với verb nguyên thể để thể hiện quá khứ, một cái hành thói quen ở quá khứ, và đó là đáp án to take. Next. Number. Number H. Ở đây chúng ta thấy có từ fill và fill out, có nghĩa là điền vào một cái mẫu đơn có sẵn. Fill out the form, this form. Câu số 9. Vì có cấu trúc would you like to do something, và đó là lý do mà câu trả lời lại là I'd love to. Và như vậy thì chúng ta buộc phải chọn đây là like. Câu số 10 thì cách làm giống tương tự với cả câu số 2. Chúng ta có cụm từ là between and, nên đáp án ở đây là between. Câu 11. Vì đây là when I was a child, nói về quá khứ. Và như vậy thì chúng ta sẽ dùng cụm từ là used to cộng với verb nguyên thể. Đấy. Câu 12. Câu 12 chúng ta nhìn vào cấu trúc là be proud of, tự hào về cái gì đó, và chính vì thế mà đáp án của chúng ta là of. Câu 13. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái động từ được chia ở hiện tại hoàn thành, have you lived, và câu trả lời lại là một khoảng thời gian, và chính vì thế mà câu hỏi ở đây phải là how long. Tiếp. Câu 14. Ở đây chúng ta có mấy cụm từ different from, ok này. The same thì phải đi với as, và đây thiếu as nên loại bỏ. Like không đi với to nên đây cũng loại. Similar phải đi với to, đây không có to lên. Đáp án của cuối cùng của chúng ta phải chọn là different from. Different from the present shopping area. Câu 15, động từ của chúng ta đang được chia ở hiện tại hoàn thành, và đây là một mốc thời gian, và chính vì thế mà chúng ta phải chọn đáp án là since. Câu 16. Vì câu trả lời ở đây nói về số tiền nên câu hỏi của chúng ta phải là how much. À, đây cả bốn đều how much. Nhưng nếu như chúng ta dùng với động từ cost thì nó là một động từ thường, và như vậy thì không đi với trợ động từ is mà phải là do hoặc does, nên câu này loại. Còn cái này có does nhưng mà lại khi nói về giá tiền chúng ta không dùng động từ take mà dùng động từ cost. Câu này thì có does nhưng lại thiếu cost, nên đáp án cuối cùng của chúng ta phải chọn là how much does this parcel cost? Câu 17. Ở đây chúng ta đang nói về cụm tính từ cùng bộ ngữ trong một danh từ, và như vậy thì chúng ta phải chọn đáp án cuối cùng, bởi vì long black hair là long là nói về cái opinion attractive, và black là color, opinion color. Câu 18. Ở đây động từ được chia ở hiện tại hoàn thành, và đằng sau là một khoảng thời gian, và chính vì thế mà đáp án cho chúng ta phải là for. Câu 19. Câu 19. Chúng ta có cụm từ nối là in order to để thể hiện kết quả, và như vậy sau to phải là
một động từ nguyên thể và đây lại có đi với cả health, vậy thì nó phải là improve health, tức là để cải thiện cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Câu 20 chúng ta căn cứ vào động từ let, let somebody do something, và chính vì thế mà đây chúng ta chọn động từ nguyên thể let. Câu 21, ở đây chúng ta có cụm từ là from a color to America, thì là từ một nơi này đến một nơi khác, thì chúng ta phải dùng động từ là migrated, tức là di cư từ Canada tới Mỹ. Câu 22, vì đây là có hai người là Romeo và Juliet đều là người chúng ta nhắc đến, và chính vì thế mà chúng ta phải dùng là themselves. Câu 23, chúng ta căn cứ vào cấu trúc là enough to hoặc là to, còn sâu rát đằng sau của nó là một cấu trúc SV thì không được, và đây là very to thì không bao giờ có cấu trúc này, và chính vì thế mà ở đây chúng ta chọn một trong hai cái này, nhưng vì vị trí của tính từ nên chúng ta ở đây chọn là too tired to. Tiếp câu 24, vì ở đây là chúng ta thấy là có từ late cộng với cả từ stuck, bị kẹt lại. Vậy bị kẹt lại thì nó phải ở trong một traffic jam, tắc đường. Ở câu 25, chúng ta nhìn thấy có từ than, và với từ than thì đây là so sánh hơn kém, và với so sánh hơn kém thì các con phải dùng là more. Câu 27, vì ở đây là đứng sau un là một giới, là một danh từ, và chính vì thế mà chúng ta sẽ chọn danh từ là organization. Đây là tính từ, đây là trạng từ, và đây cũng là tính từ. Câu 28, chúng ta căn cứ vào động từ là came và đi với cả là an old school friend, nên đây chắc chắn là came across, có nghĩa là tình cờ gặp. Hôm nay trên phố tình cờ gặp một người bạn cũ. Câu 29, chúng ta căn cứ vào động từ asked, ask somebody to do something, và chính vì thế mà đây chúng ta phải chọn có to cái đã. Và như vậy thì chỉ có đáp án này là phù hợp. Câu 30, chúng ta lại căn cứ vào cấu trúc là enough, và enough thì chúng ta sẽ dùng đáp án này, all enough to, đúng cấu trúc luôn. Câu 23, câu 31, bởi vì chúng ta thấy ở đây là có toàn bộ cái câu trước là từ khóa, là khóa này, đó là không nói nhiều ở nơi đông người, vậy thì rõ ràng đây vẫn là một người sống nội tâm, người e dè, dè dặt. Câu 32, vì ở đây là the children là số nhiều và đang là nhóm được nhắc đến, nên chúng ta cũng chọn đợi từ phản thân là themselves. Câu 33, vì đang nói về films, nói về nơi mà những bộ phim được trình chiếu, vậy thì đấy là cái mục recreation, mục giải trí ở trong báo. Còn advertisement là mục quảng cáo, chúng ta không tính vào đây được. Câu 34, vì câu 34 là đang nói về hiện tượng là mặt trăng quay quanh mặt trời, thì đây là một chân lý, và vì chân lý lên động từ được chưa hiện tại đơn, nên động từ đáp án chúng ta là girls. Câu 35, chúng ta nhìn thấy có câu trả lời là I'd love to, vậy câu hỏi phải là would you like. Đây có sẵn like rồi, nên chúng ta còn đang thiếu là would. Câu 36, chúng ta nhìn vào cái nửa đằng sau, đó là it's too cold, it is too cold. Vậy thì phải nói về thời tiết ở bên ngoài, và chính vì thế mà chúng ta chọn đáp án là outside. Câu 37, chúng ta thấy động từ ở đây được chia ở hiện tại hoàn thành, và như vậy thì đằng sau của nó lại là một mốc thời gian, và vì mốc thời gian nên chúng ta phải chọn đáp án since. Câu 38, ở đây chúng ta đã có sẵn từ from rồi, nên chúng ta phải chọn đáp án là different from. Câu 39, khi hỏi với câu hỏi là what does she look like, là đang hỏi về hình thức bên ngoài của một ai đó, và chính vì thế mà chúng ta phải chọn đáp án C. Đáp án she is beautiful, đáp án B. Còn đáp án này sẽ được nếu như động từ look được chia ở hiện tại đơn, thiếu S. Câu này sẽ được nếu như không có từ like, thừa chữ like. The
calendar is. Ở đây rõ ràng là cái lịch không thể ở bên, không thể ở phía sau của cái đồng hồ được. Vì như vậy thì không ai nhìn được cả, mà cũng không nằm ở trong cái đồng hồ được, mà cô nghĩ nó là ở bên phía dưới của cái đồng hồ, và đó là đáp án under. Câu 41. Thực ra thì câu này on nó cũng hơi mơ hồ, câu cái đề này nó không được chặt chẽ lắm. Ở câu 41 thì chúng ta thấy có hai người, đó là Minh và chính tôi. Và như vậy thì có mình ở bên trong đó, đó là ngôi thứ nhất ở số nhiều, và đó phải là ourselves. Câu 42. 42 vì đang nói về thời trẻ của bố, my father was young, nên chúng ta chọn, và đây lại có used to, nên đằng sau của nó là verb nguyên thể, không chia, đó là sinh. Câu 44, đây là một trạng từ, và vì đứng đằng bội ngữ cho động từ action word là work, nên đằng sau nó là một trạng từ, và chúng ta loại bỏ mấy đáp án này, không phù hợp về nghĩa và ngữ pháp, thì chỉ còn lại là hard và hardly. Vậy thì hardly là hiếm khi, khó có khi, nên chúng ta chỉ có thể chọn đáp án hard thì mới có thể pass the exam. Câu 45. Ở đây chúng ta bám vào cấu trúc là to cộng tính từ cộng to verb, và đó là lý do tại sao mà đáp án của chúng ta phải chọn là to take. Cuối cùng đó là cấu trúc enough, chúng ta cũng chọn về đó là to verb, và như vậy thì đáp án của chúng ta phải chọn là to read. Vậy là chúng ta đã kết thúc rồi. Chúc các con ôn thi thật là tốt, hiệu quả và vẫn luôn luôn vui vẻ nhé. Tạm biệt các bạn.